Xin chào cô chú ơi. Chay đi học về rồi, bây giờ Chay sẽ đi vào dạo quanh hè phố. Ai, đâu phải là Kỳ đâu, cái đó là Puppy hả? Puppy. Là con chó đó cô chú. Hôm nay thì hiện tại bây giờ trời cũng đã tắt nắng rồi, nên cũng hơi ui ui rồi. Mà em Chay mặc cái áo này ra đường thì sẽ không có lạnh gì mấy. Hello. How are you doing? Good, how are you? Finally to put the boat away, huh? Yeah. JD, say hi. Hi. Em thấy con chó đó, em thấy con chó ngay mặt nó kìa. Chó, chay chay chó thở sao, chay chó thở sao? Chay chó thở sao? Chó thở sao? Mommy. Hả? Chó thở sao? Chó thở sao? Té nha, té. Bây giờ cái chú đó là mới đi làm về nên là dẫn chó đi dạo để chó đi đáy đồ này kia vậy đó. Chứ đi làm cả ngày bỏ tụi chó này ở nhà là nó đâu có đi ấy được. Chó đâu có được bên đây, không có được đi ra ngoài. Cô chú thấy ông Chay bữa nay mặc áo mèo. Mèo, chó với lại thỏ. Ô nhô gì? Đó. Hồi sáng này đi làm á, có trong tiệm Ngọc làm chung với cái chị kia, chị đó nói là bạn của chị là có người rất là thích Chay luôn, cô đó muốn rủ Chay xuống chơi kìa. Không biết cô đó có đang coi video không, mà chị làm chung với Ngọc nói là ngày nào là video nào cũng coi, không có thiếu coi video nào, khoái Chay lắm. Con chào tất cả cô chú đi Chay. Giỏi quá, thấy chưa, hoa hậu thân thiện của tôi đó. Đây. Hạt tiêu đánh đá. Hạt tiêu đánh đá cũng như là hoa hậu thân thiện đó. Mẹ với Út thì đặt Chay là hạt tiêu đánh đá. Rồi gọi là công chúa nhõng nhẽo nữa. Nhõng nhẽo vô cùng nhõng nhẽo, biết mẹ cưng nó, trời ơi nó nhõng nhẽo ông ơi luôn chứ bạn. Chay nó nhõng nhẽo lắm nha cô chú nha. Cô chú đừng ơi mơ mốt mà Chay về Việt Nam mà Chay có nhõng nhẽo, cô chú đừng có bất ngờ nha cô chú. Nó là đại nhõng nhẽo đó. Chay đi. Cái gì vậy con? Cái bịch đen đó che hết khuôn mặt của con rồi kìa. Có khuôn mặt chút xíu mà cái bịch đen che hết luôn. Rồi bây giờ đổi nghề rồi, làm nghề đóng đinh. Rồi đi ra biết đâu, đi ra ba nó đó, nó thấy ba nó rồi đó. Thời tiết này là phải mặc đồ cho em vậy đó cô chú ơi. Chứ không mấy là sương sương luôn á. Thấy ba nó đó, ba nó đi qua. Đó. Kisses. Can I get a fist pump? Oh, hi. There it is. Thank you, Jay. You do not have the rights to use my face in any video. Baby, tell her to come back. Vô lại đi con, vô lại đi. Quay đầu là bờ đi con. Ra tới ngoài đâu có gì đâu mà ngoài ra. Nắm tay đi vô. Trời ơi con nó đi cà khịa kìa. Con nó cà khịa kìa cô chú kìa. Puppy đó. Ăn cứ puppy bấm miết thôi. Rồi đi xuống đi. Ok, get down. All right, you want to go down? Yes. No. No. You want to go down? No. No. Bà you want to stay up? Muốn xuống không? No. Okay. Then. I love you too, honey. Bà, is that lucky? Bà nó hỏi nó muốn xuống không? Nó no. Bây giờ nó là câu trả lời cửa miệng của nó là no không mà cô chú. Hi, honey. Hi. Coi được không? Có gì đích là để Lucky coi được đời không? Chơi chơi vậy đó chơi. Muốn đụng người ta lấy cái tay đụng đi không? Ve cái đích lại. Với Lucky. Bữa nay chị đi học ngoan lắm nha cô chú nha. Bữa nay đi học rất rất là ngoan. Chơi với bạn bè đồ này kia. Vui, chị có người bạn kia vui lắm. Bạn nó cũng y như chay vậy đó. Trời ơi coi làm gì? Trời ơi té luôn rồi. Tình bạn đáng yêu quá té luôn. Các bạn tướng qua đi kìa.
Okay. Nó không biết là nó có tưởng tượng, có biết được cái thời tiết là đang giận lạnh lạnh tới không? Ngọc đang rất rất là náo nức để cho coi chay coi cái cho coi chay thấy cái cây tuyết đầu tiên của Michigan, tại vì mấy năm trước mà lúc mà tuyết đồ này kia nó đâu có biết. Năm nay là Ngọc nghĩ là biết, là nhìn là nó sẽ nói, mình dạy nó nói chữ tuyết hoặc là nói chữ snow nó sẽ biết nè. Nên là rất rất là coi nó cảm nhận được. Ngọc muốn quay cái video clip đó cho nó cảm, lần đầu tiên nó cảm nhận được cái đụng được tuyết với lại thấy tuyết sẽ như thế nào cho tất cả các cô chú cùng xem. Nó kỳ sao con? Nó kỳ nằm xuống rồi hả? Nó kỳ bị lật xe em bé hả? Be nice. Trời ơi, trời ơi, nó kỳ nằm, nó nằm luôn. Rồi bây con chay con nằm lên người nó kỳ đi. Rồi nó kỳ đi rồi sao nằm. Rồi, lại nằm lên người nó kỳ đi. Trời ơi, người rất là kỳ. Người nhìn một cách bẽn lẽn luôn, sợ. Trời ơi, xạo vậy sao, con mặt xạo vậy sao. Trong đêm, một bàn chân bước. Mày đi tập cái trời, cái trời lạnh nè, mày đi mặc cái bộ đồ đi tập thể dục trời. Hi. Miết vậy đó. Cứ lang thang, cô chú thấy trong vòng mấy tháng hè nay cứ lang thang trên cái con đường mòn này, đi mà riết mòn đường luôn, mà mốt mốt mà đường mà người ta kêu mà bắt sửa đường là chỉ có hai mẹ con chay lại phải đóng tiền thì không phải đúng. Thằng người đi mòn đường nhà người ta luôn. Là người này có biết nhà ai không mà đi lại vậy hả? Lucky đâu rồi? Lucky đi đường kia rồi. Lucky đi đường kia rồi. Ai mượn con tự nhiên hả? Không chịu, lúc nào cũng dõi theo Lucky, không chịu đi vô lo ngó nhà người ta làm chi. Lucky đâu rồi? Đi đường kia này nè con. Lucky nữa kìa. Kìa Lucky kìa, cháy kìa. Lucky. Đúng rồi. Chà, chay thấy càng ngày càng lớn càng là bản thân của Lucky á nha. Cô chú có thấy điều đó không? Đó. Mặc kệ Lucky có đánh như thế nào đi nữa thì tấm lòng và tình yêu thương của chay đối với Lucky vẫn mãi mãi trọn vẹn. Dù có thương tích đầy mình, dù có bị Lucky ngược đãi. Hello. Hi there. Dù có bị ngược đãi, có bị Lucky đó nè. Lucky quẹo lưỡi nha bà kia ơi. Không, người ta đi không? Đi cho đã đời quay lại kiếm Lucky. Tình yêu thương. Kìa Lucky đứng bên phải rồi con, nhìn bên phải kìa cả nhà đó kìa. Đó, Lucky đó. Đúng rồi. Hỏi tại sao Lucky không đi theo mình vậy? Không biết chay là em hay Lucky là anh nữa không biết. Hả? Rồi đó, đừng nói vô nhà bà hàng xóm này nữa, tôi mệt lắm luôn nha. Trời ơi. Trời đất ơi, bà hàng xóm mà đang có nhà. Đừng bà mà hy vọng bà đừng ra mở cửa cho nó. Đúng rồi. Đi con. Chứ không mấy là không thấy là xanh xinh như một tích trà mà qua nhà hàng xóm là hết bà cái thanh xinh luôn á. Phá nhà ta đó. Đó. Cũng hung nữa, đây còn lại hung đó, nó mới hung đó. Ủa, trời ơi, Lucky đang làm chuyện cần làm con. Lucky đang đi vệ sinh. Trời đất ơi. Oh, did you get rid of ponytails? Yeah, I did. I see kitty. Yeah, look at my kitty. Trời right there. Trời, cuối cùng là hàng xóm cũng thấy nó rồi. Look. You see him? Or her? Yeah, him. Look at my cat. Oh yeah. Yeah, she does not like. See, look. Oh. Oh, is he lucky? Oh, she doesn't like lucky. Well, she doesn't like any cat coming back. Oh, okay. Do you want to come in? Yeah. Trời okay. Ơi, trời, vô công ty nhà trời. Come in. Người ta hỏi mày muốn vô không? Nó muốn có được đời không? Hi, come in. Nice. How was your day? Well, it was okay. I tried to. Trying to get another side job. Yeah. So I can make some extra money. So I kind of dressed up. So I don't know what this is. Hello? Hello? Cho mèo này đừng nè, con mèo này. Mèo này cho nó đụng nè. Cô dừng cắn nè con. Kini be nice, Kini. Kini is nice, don't worry. She knows better. Bà thấy động vật là đại bá ấy hả? Nhẹ thôi nha, be nice. On my way. Okay, I'll go with it. Trời ơi, vô đóng thối quá, sao quay chạy.
TV? No. No, that's hard, huh? Yeah. Now, Mama said no, okay? Sorry. Do I have no candy, JD? Let me think what I have. Tự nhiên qua nhà người ta thì Lộc kiếm kẹo có được không? I have banana. Want banana? Trời ơi, trời, người ta hỏi, yes. Giờ ta hỏi ăn, ăn banana không? Đừng nhiên đừng vô ăn banana nha. Ở nhà đưa banana không ăn. Coi được không? Okay. Trời ơi. JD, what you say? What you say? Please. 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 And thank you. You're welcome. You want me to open it? Yes, please. Here you go. Here, sit right there. Hey, what's going on? Here you go. Say thank you. Already. Được ha. Đó, vậy đó. Đồ chùa mà phải không chay? Đồ chùa là khoái ăn à phải không chay? No, no Thanksgiving, no Christmas, no New Year. Do you celebrate Christmas? I'm here so may as well. Yeah. Yeah, but yeah. So you already got your tickets? Yeah. You're so thank cute. You. Welcome. Trời ơi trời. Phải ăn nè. Bàn chú này muốn giọng bây giờ sao? Tối thui rồi cháy ơi. Đây tối thui cô chú khó thấy quá. Ngon không con? Ngon không? What a day. I was gonna come to you to get my nails done because, you know, and then you guys went to California. Yeah. And I didn't know, I couldn't remember where you worked. I go, no, I'm gonna wait for you. Oh, you went there? No, but I don't know, where is it? Orchard Lake or what? Orchard Lake and Maple. I went somewhere. I think it was there. Oh, I see. So this girl, she said, we don't do acrylic no more. Oh, really? She said she did it, but she said she only do acrylic by appointment. Oh. So, I don't know. Mm. It's weird. Yeah, we are nearby Tapper Mall. Rồi đó, ăn hết, ăn xong rồi đó. You can eat it. JD, JD, go come out yet. Oh, you know what? I'll get it. So I'm going. Where are you going now? I'm gonna go over to the neighbor. Not Jink, but the other guy. You know Susan, right? Susan the blonde. She lives over there. She owns a salon. I work for her. Oh yeah. You go. I'll go over there. Okay, JD, let's go. No, wait. You don't have to leave this. No, let's go. No, we don't have to leave. Here. No, I don't think she needs it. Oh. Yeah, just go. You don't have to leave. I'm not going yet. No worry. Hey, honey. Yeah. I'll see you soon, okay? Yeah, hey, when do you leave? In 4 weeks. Oh, okay. Yeah. Okay. Cái gì con? Tự nhiên vô nhà ta hút trái chuối có được không? Cô chú hôm mốt mà chay có tới nhà cô chú hả? Lấy ra cho nó trái chuối nha. Nó thèm lắm. Kệ nó ăn trái cây đi cho tốt. Nhiều lúc quá Ngọc thấy nó ví dụ như ăn đồ cơm ấy đồ nhiều quá cũng không có ấy gì. Ăn trái cây được tốt. Ăn cơm ăn mấy tinh bột ăn đồ ở trường rồi. Giờ về đây hồi nãy đó giống như cô chú thấy hồi nãy là nó ăn trái nữ trái lê. Rồi ăn thêm cái bánh rồi giờ ăn thêm miếng chuối đó vậy đó. Trái cây rồi vậy đi. Ăn trời ăn trái chuối cũng bổ cũng no lắm luôn chứ không phải giỡn đâu. Đúng không con? Ngon không con? Ăn hết trái chuối là phải ru luôn, trái chuối nó bự lắm luôn á. Đi con, quẹo quẹo lửa. Đi hạt tiêu đánh đá. Em chay chay của mẹ em ơi. Sikula của mẹ em ơi. Em Suzuki của mẹ em ơi. Đó, cô chú nhớ mẹ hát cái bài đó chay chay á. Thôi, đừng có đi ra ngoài đó con, đừng con. Mình là mình không bao giờ mình đi ra ngoài đường mình chơi đó. Mình cà tôi trời tối rồi, mình gái mình phải đi vô nhà, hiểu không? Trời tối là con gái không được đi ra đường. Đây, đường này nè. Đó, đường đó. Ba má dặn là tối là con gái phải ở nhà. Trong nó, ấy đi thẳng. Thấy chưa? Kịp, con đi theo bà hàng xóm đi kìa cháy. Đi theo hàng xóm đi con. Bà hàng xóm nó bà nói chuyện thấy tội nghiệp chứ sợ luôn á.
Bà công nhận hả, Mỹ nói chuyện rất là thiệt luôn á. Thời hôm qua hôm kia Ngọc có Ngọc có cho bà tại vì Ngọc ăn tôm hùm á, cái Ngọc có cho bà ăn con tôm hùm á. Bà nói trời đất ơi, tôm hùm nguyên con á, ăn ngon ghê luôn á. Tao ít ăn lắm, tại vì á hả, tao đang cố gắng để dành tiền, chứ tiền cũng không có nhiều. Trời đất ơi, con nói vậy đó, rất là thiệt, thật thà luôn á. Có sao nói vậy nha, không có tiền đó, không có tiền, sống vậy là khỏe nhất luôn á. Trời ơi, mà nói chứ mình vậy, nói thẳng ra vậy chứ không có mà gọi là ngại ngùng hay là mắc cỡ hay là sao. Không có tiền đó, không có tiền. Trời ơi, nó ăn gần hết cho chú rồi, cô chú kìa. Ăn hết cho chú rồi kìa. Trời đất ơi. Wow, good job chị đi. Chị chứ chú nhà đưa nó không ăn đâu, nó ưng vậy đó. Ê, gì vậy, sao nhả con? Bậy à, rồi, ăn tới đó là hết rồi đó. Rồi, hết đạn. Why did you do that? Rồi, đi vô về nhà rửa tay đi. Bay, trời nó còn quay lại, nó bay trái chuối nữa, coi được không? Chó, đúng rồi, đi, tiếp tục cuộc hành trình. Đi về nhà rửa tay nha. Đi hồi nãy giờ là đi vòng hết một cái vòng của sớm rồi đó cô chú. Không biết chay lạnh không, chay mặc cái áo này chắc cũng lạnh đâu. Rồi hiện tại bây giờ gió đang thổi quá trời nè, trời càng về đêm sẽ càng lạnh hơn. Tại mẹ với chay ra đường trễ quá, chứ chay ra đường mà lúc còn nắng là cũng còn ấm lắm. Rồi đây còn một đống hàng sớm này nữa, đừng có nó gè quẹo vô nữa giùm tôi nha, mệt lắm luôn á. Chay đi về, chay đi, look at what, chay look at the pumpkin, chay đi, come. Trời ơi, no lo. Wait, woo, oh my god, she's like a feather. You're so light. Hi Jane. You're so light. Thank you. I get covered. How are you? It's like I have a jacket. No, wait, I can't fit. Hold on, sweetheart. Hold on. Bà nói chờ chút để bà mặc cái áo vô đó rồi bà bồng con thôi được không? Ngảnh dễ sợ không? Hi. Bây giờ anh. She's like, hi, daddy. You know that guy? You know that guy? Do you know him? So cute. You want to sit here? She likes the heat. Yeah. Oh, that's yucky. When they sit here, I think Susan. Yeah, it's a good weather for a bonfire, huh? Yeah. Hi. We got the fire. Should we play cards? Yeah. Can I play euchre? Yeah. Yeah. You're my partner. We're gonna win. Fist bump. Give me five. Oh, yay! What else should we do? Should we talk about your day? How was your day today? Did you have a good day? She went to school, yeah. Right? Yeah. Did you go to school today? Oh, you go to school? You're a big girl, huh? Only big girls go to school. Ông đang ngồi đang ông nói đó. Nói giờ mình nói chuyện gì giờ ta? Giờ nói chuyện hôm nay ngày của mày như thế nào? Hôm nay ngày của mày như thế nào? Mày đi học có vui không? Wow, mày là một người lớn rồi. Chỉ có người lớn mới đi học. Chứ em bé đâu đi học. Moon. There's a moon up there. Yeah, moon. Where's your boat at? Jade, where's your boat? Boat is gone. Yeah, boat over there. It's all gone. It's gone. What happened to your boat? Your boat's all gone. My dog, she's so cute. Oh my god. No. Yeah, there's boats. I can't believe I'm gonna get my grandson next month and they're gone. Moon. Heat. Warm, huh? Nice. Very nice and warm. Ba người ngồi uống cà phê đó. Cà phê sưởi ấm đó ở trên cái máy là máy ấm đó. Yeah? What's he doing? Get that!
Sid, what are those prescription? Wait, just... Did you go on the boat? Yes, I did. Were you on the boat? I helped him pull his boat up. Okay. He took the truck over and I took the boat over. JD, you want to see the pumpkin? Yeah. Yeah? Look, look. Yeah, there you go. Thank she you. Can have one if she wants one. Thank you. Wow, look at that. So they have 7 days. Help. The seventh, so. Chay. Bỏ biết rồi con. Dùm tôi cái đi bà ơi. Oh, wow. Say JD, say cheese. JD, look. Say cheese. What color is that? Orange, yay! Rồi cho cô chú chụp tay cho mình nè, chay, nhìn mẹ nè, chi. Đúng rồi. Wow, what color is this? What color is this? Màu đó màu gì đó? What color is this? No, what color? Purple. What color is this? Màu gì? Màu gì? Màu gì? Màu gì? Yellow. Cái gì vậy? Cái màu yellow đằng kia đúng rồi. Thôi đừng có chạy đằng đó chị. Biết rồi, mẹ thấy rồi. Coi được không? Rồi biết. Nhảy lên lại lấy. Coi được không? Thôi đừng có quẹo vô chỗ đó giùm nghe. Đi về. Thôi mình đi về đi con. Đi đừng có quẹo nữa. Mà con mẹ mệt con quá rồi. Trời, đi ngoài lạnh như vậy đủ rồi đó chay ơi. Tới giờ mình phải về được con. Đi. Wow. Sao nhà bà Su bữa nay mua nhiều bông dữ ta. Thôi đi.